Ôi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Mỹ Hương các bạn. Mình ghé thăm một bà cụ ở trong căn chòi nát này các bạn. Bà đi đâu về bà? Bà đi đâu về đó? Mua nước đá hả? Bà vô nhà đây, con vô nhà con thăm nhà bà tí. Nhà bà này các bạn. Cỏ thì mọc hoang phế. Mưa ngồi. Cái gì cơ? Chào mưa ngồi. Không à. Mưa ngồi không à? À có nghĩa là nhà dột quá mưa ngồi không? Không có ngủ được đúng không bà? À, phía trước có mặt các bạn đây là căn nhà của bà này các bạn. Nhà thì mình thấy là che toàn bằng tôn, mà tôn thì toàn tôn rách nát thôi các bạn. Cho nên là mình đi ngang qua mình ghé lại mình hỏi thăm bà. Dạ? Tám mấy tuổi rồi ấy bà? Để mình quay cái nhà cho bà của bà này các bạn. Đây là cái mặt tiền đấy nha. Căn nhà của bà là cũng ở mé sông luôn các bạn. Nhà này. Người ta đổ đất chắc là tràn lên trên nhà luôn. Bên hông nhà thì bây giờ là nó bị tôn, có mấy miếng tôn nó nát hết rồi. Ui chà. À trời mưa ngồi không à? Không có ngồi nằm được bởi vì mưa nó dột. Có cái ly nước của ba đổ này. Có điện không bà? Có điện không? Có điện không? Điện á. À đèn cây, đèn cây, bà xài đèn cây. Thế mình nhà ra sau là mình ngó đây. Đây là cái sông này các bạn. Là bà ở ngay cái mé sông. Bà nấu món gì đấy bà? Nấu cơm. Thuốc. Bà tên gì bà? Đào Thị Thắm. Đào Thị Tám. Năm nay bà được nhiêu tuổi ạ? 82 tuổi. Dạ. 83. Bà ở đây với ai? Bà ở đây với ai ạ? Ở nhà Úc. Mà con ở tàu. Cái gọi là gì? Ở đây. Là có nghĩa là bà ở đây với con út. Bà ở đây với ai á? Ở với ai? Dạ. Ở một mình bà trong cái chòi này đúng không? Dạ bà có con cái gì không? Có vợ đi. Là mấy người con mà? Năm người con. Năm người con mà để bà ở vậy á hả? Có vợ, có chồng á. Có vợ, có chồng hết rồi. Có con thì con cháu ngoại thôi. Dạ. Có 5 đứa con, còn cháu ngoại là cũng lớn 40-50 tuổi rồi. Mà để cho bà sống ở trong cái nhà này, đất này, cái nền đất này. Ô, cái nồi gì đây? Cái này cái gì bà? Quẹt. Có quẹt hả bà? Dạ. Cái này thùng gì bà? Thùng không. Thùng không hả? Rồi bà xài nước ở đâu? Dạ, được rồi bà. Cái nồi này nồi gì bà cho con xem được không? Nồi thuốc. Dạ. Đi là dạ. Trời ơi, cái nền nhà này các bạn. À, nồi cơm. Một nồi là nồi cơm, một nồi là... Ô, thuốc gì đấy bà? Thuốc này thuốc gì? Bà bị bệnh gì à? Bệnh gì bà nói con nghe được không? Tức ngực. Dạ. Đủ rồi chứ. Dạ. Tám mấy rồi. Ra ngoài. Dạ. Tám mấy ngủ tám mấy rồi mà một mình ở trong cái chòi. Cho cái một nhà nước cho. Nè. Quá có mình không? Mấy năm nay rồi. Bà ở đây được bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm ở trong cái chòi nát này. Thế con cái có ở gần đây không bà? Hả? Con có đứa nào ở gần đây không?
Là nó có về nó thăm bảo. Nó bắt hai bố. Dạ dạ. Rồi lâu lâu con bảo có về thăm bảo. Có. Có. Năm hai lần. Năm. Năm lần. Có ngày Tết là về thăm bà đúng không? Yeah. Rồi về có cho tiền bà xài không? Cho. À có nghĩa là nó xài không đủ lấy đâu nó cho mình đúng không? Rồi bà ở đây bà lấy tiền đâu bà sống? Về cho vài chục hả? Giường chiếu chăn mền. Mưa ở đây nó có ngập không bà? Trời ơi, mưa cái đi cái này. Ngập lên đầu gối luôn. Dạ. Tối không? Dạ, mưa là nó ngập lên đến đầu gối. Dạ. Thế mưa là bà ngồi ngủ à? Cái gối giặt. Mưa là ngồi đây. Nó có dột không? Dột. Dột hết luôn. Đó là con lợn. Dạ, dạ, để mình quay cái nhà của bà cho mọi người coi này. Đường trước thì che đặt mấy tấm tôn rách. À, bên này hôm nay là che bằng tấm bạt. Rồi ở riêng mấy sông, nước mà nó lên á, bắt đầu là nó ngập vào trong nhà, mưa nó cũng dột trong nhà. Mình đứng ở trong nhà mà mình cảm giác như là đứng ngoài ruộng đó các bạn. Này. Xung quanh nhà không có chỗ nào nó lành hết á. Có nghĩa là mưa là nó ngập ướt hết trơn. Dạ. Rồi à, ông đâu bà? Thôi, ông đã mất mấy chục năm. Ông mất mấy chục năm rồi. Dạ. Bác Hồ 48. Mà giờ 8 mấy. À có nghĩa là ông mất là lúc bà 48 tuổi. Dạ. Rồi một mình bà làm nuôi con. Giờ không đứa nào nó nuôi bà hả? Giờ có đứa nào nó nuôi bà không? Dạ, bà ở đây ai chó gì ạ? Có hút, có hút đi thành phố. Có. Cái này. Có thằng út đi làm thành phố. Dạ. Ủa có nghe lời ta ở tù. À. À, có nghĩa là nghe lời người ta ở tù. Rồi rồi về xong là đi thành phố làm rồi. Trong này cái gì đây bà? Quần áo. Quần áo bỏ trong cái giỏ này. Không có luôn rồi. Dạ. Rồi bà ở đây là ai cho cái gì bà ăn cái đấy à? Cho kho quẹt. Dạ. Rồi bà lấy tiền đâu bà xài? Bà ngồi xích đấy. Có nghĩa là người ta cho chục hai chục. Rồi là bà sống vậy thôi đúng không? Rồi con có đứa nào nó gửi tiền về cho bà không? Không gửi được hả? Có chồng, đúng hơn. Là mấy trai mấy gái bà? Có đứa gái à? Một người con gái, còn bốn người con trai. Một người bố vậy. Dạ, rồi bốn người con trai. Bà ở đây một mình thì mà không điện rồi bắt đầu là ốm đau bệnh tật thì sao? Tiếp giúp. À, ý là mọi người hàng xóm là tiếp giúp bà. Chết rồi thôi. Chết thì thôi. Ta dục ba lát cho đó. Đừng ấy. Đừng nhà. Làm mất rồi. À. Mưa là ngập lên đầu gối của bà luôn hả? Mưa. Vì nó không có ra được. Dạ có nghĩa là mưa nó không thoát nước được. Xong rồi trên đường nó chảy xuống. Đây là nhà bà luôn à? Hay là nhà người ta? Nhà tôi. Nhà gốc của bà luôn hả? Dạ. Đất này cũng của bà luôn hả? Dạ. Dạ, dạ. Sang đó. Sang. Ngày đó sang. Dạ. Tám mấy tuổi rồi mà không có một cái nhà để ở cho nó đàng hoàng. Là nhà bà từ xưa nay là ở đây luôn. Dạ. Rồi ngày xưa con cái cũng ở đây luôn à? Lúc mà con còn nhỏ. Cái này. Không, ý con hỏi là cái lúc mà con cái bà còn nhỏ là ở đây luôn hay ở đâu? Ở đây. Ở đây luôn. Dạ. Bị sang cái này. Dạ dạ dạ. Có nghĩa là bà cũng có đứa con út. Đứa con út có vợ chưa? Có cháu ngoại. Cũng có cháu ngoại. Cháu nội rồi.
Con nghe nói bà có đứa cháu mà. Có đứa cháu ở cùng bà mà đúng không? Cháu đi đâu rồi? Nó cha này, anh bố giờ bắt về cha đấy, giờ rất lắm. À, có nghĩa là cha nó bắt về rồi. Dạ. Trước nay là bà ở đây cùng với một đứa cháu, mà giờ cha nó bắt về rồi. Dạ. Ở mình nói, có chết cũng im. À, ở mình nhìn có chết cũng im. Thế sao bà không lên ở cùng mấy con á? Ôi, khó lắm. Khó lắm hả? Con trai cũng đó ghê. Ghê không? Nói gì rồi. Dạ. Ở ghê. Ở rể hả? Con trai ở rể. Không có, con rể. À, con rể. Ý là con trai thì đó, còn con rể thì hơi khó đúng không? Mình làm quá là nó cũng khó. Dạ. Rồi bà lấy gạo đâu bà ăn bà? Người ta cho luôn. Nước cho 5 ký, chục ký. Dạ, cho 5 ký, chục ký. Dạ, dạ. Dạ. Giờ có đủ ăn không bà? Dạ. Chân bà bị nhức chân à? Bà bị nhức chân à? Cái nhà nó đáng như thế là ở ngoài ruộng á. Này ta cấy lúa được luôn. Chú ở đâu à? Con trên thành phố xuống con đi ngang con ghé thăm bà. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Mấy cháu ngồi. Dạ, dạ, dạ. Ngồi đây. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cái chỗ mà nấu ăn của bà này, bà để dưới đất luôn này. Nồi niêu xoong chảo. Trời ơi, nhìn nó dơ. Củi đuốc này. Cái bún này còn ăn được mà bà để đây bà. Ôi, nước mà nó nổi sình nổi ấy lên này. Cà phê cái gì em bà để bà nó nổi sình lên rồi. Này bà cất gì đấy? Có vàng trong đó. Dạ. Nói chung là nhìn nhà bà là nhìn trước nhìn sau không có cái gì nó đáng giá bà. Không thấy có cái gì nó có đáng tiền á. Dạ cho lâu chưa bà? Cho mỡ. Cái này cho lâu chưa? Cho mỡ. Nhưng mà cho lâu chưa? Mới à, còn trước bà nằm bằng cái gì? Ủa giác đó. À, trước nằm bằng cái để con ra xem cái giặt cũ của bà coi. Ủa giác à. À, trước bà nằm bằng mấy tấm ván này. Lót mấy tấm ván này bà nằm. Thưa các bạn, đây là bên hông nhà của bà này. Mưa gió thì không biết làm sao này. Trước là bà lót mấy tấm ván này lên trên đất, bà nằm bà ngủ. Rồi bây giờ được người ta cho mượn cái bộ giạt. Có cái giường nó cao cao lên thì mưa gió thì nó cũng đỡ rột hơn, đỡ ngập nước hơn. Dạ, ngập quá cho nên là cho mượn. Người ta cho mượn cái này. Người ta cho luôn chứ mượn gì. Cho luôn chứ mượn gì. Giờ cái này mà mượn này, nằm rồi ai phải sao ai nằm lại đâu. Dạ, bữa trước là bà trải cái kia bà xuống đây bà nằm à. Rồi mưa thì sao? Ngồi. Còn giờ mưa có ngồi nữa không? Giờ hết ngồi rồi đúng không? Trước cái kia nó sát đất quá. Trước là cái giạt kia nó sát đất quá thì mưa nó ngập đúng không? Dạ. Còn bây giờ có cái giường này nó có cao rồi bà nằm cũng đỡ rột. Chờ mưa ở rồi. Mưa bà ngồi trên cái giường thôi chứ bà không đi xuống đất được. Bởi vì xuống đất là nó ngập. Đúng không bà? Để 5 đứa con mà nó không nuôi bà được à trời. Có vợ có chồng. Có vợ thì có vợ chứ mình nuôi nó giờ nó phải nuôi lại chứ. Cái bếp cái nút không có chỗ mà nấu. Là bà tự nấu cơm ăn luôn hả? Chưa đâu. Dạ. Mình nên làm gì có anh nấu cho mà ăn đúng không? Phải tự nấu tự ăn đúng không? Giờ trong túi bà còn tiền không? Còn đồng nào không?
Còn đồng nào cho con xem đấy nào. Cái chùm chìa khóa không à? Trong túi vào còn tiền không? À, bọn nó phá dữ lắm cho nên là đi đâu phải khóa cửa lại. Bọn nó vào nó lấy đồ, lấy vàng trong nhà đúng không? Dạ, vàng khè. Ở cái nhà mục nát rồi. Dạ. Kêu con nó cho tiền cất cái nhà lại hả? Dạ, con cũng quay nhau. Dạ. Dục ba cái đất nó mở nổi đất. Ý là bà muốn lấy đất vào đây bà đắp hả? Đó là dục cho đó. À, có nghĩa người ta cho. Rồi bây giờ là phải nhờ người chuyển vào. Hay là bà tự chuyển? Đất tôi đó. Dạ, nhưng mà bà ai chuyển cho bà? Để chừng nào có mượn người ta. À, chừng nào nó mượn người ta đắp cái nền này cho nó cao lên, đúng không? Rồi bắt đầu là để cho nó cao cái nền lên cho nó khỏi bị ngập đúng không? Ôi. Để con xem cái đất này nhiều không nào. Con mới à. Đây này, có nghĩa là bà xin cái đất này này các bạn. Đất này là người ta đắp lên đây để cho bà, để bà lấy vào bà đắp cái nền trong nhà. Trời ơi cái nhà khột bằng dây nữa chứ. Là cái chỗ nấu cơm này. Chỗ nấu cơm của bà này, nó ngập nước này. Nó ướt thế này sao bà nấu cơm được bà? Nấu lại. Thấy có mỗi cái nồi cơm. Dạ. Mình nấu lại mình ăn. Nấu lại mình ăn. Có khách cửa nó làm cho. Ủa có khách tới đây luôn á hả? Không, ví dụ. À ví dụ. À có nghĩa là mình ở một mình thì mình nấu mình ăn. Nếu hôm nào có khách tới thì người ta tự làm gì nữa người ta làm đúng không? Tưởng là có khách đến đây ngồi nhậu ở đây chứ. Bà xài nước máy hay nước sông? À, có nước máy vậy. Có nước máy cũng đỡ, dạ. Thế bà có muốn con giúp bà cái gì không? Bà có muốn con giúp bà cái gì không? Giúp bà cái gì không? Thôi, trời ơi giúp được. Bà dữ lắm. Nhưng mà bà muốn con giúp bà cái gì không? Hiểu được. Cái gì cũng được hết à? Này 82 tuổi rồi mà ở một mình. Tám hai, tám ba tuổi rồi đúng không bà? 83 tuổi ở một mình trong căn nhà nát ở mé sông này. Con cái thì nó đi làm xa không ở chung với đứa nào. Vậy có chết bia cái chết nằm chết giá này vợ một biết chết rồi. À có nghĩa là ý là bà vái là chết là nằm chết thôi chứ đừng có bị đau đớn đúng không? Bắt đầu ai tới giở mùng lên là biết thôi đúng không? Bởi mấy đứa nhỏ bà đó chá mà ngủ gì chưa để tầm cửa thôi. Dạ. Có cái ghế. Có cái ghế. Chị chú hôm nay lại là người. Dạ hôm trước còn có đi ngang qua con ghé một lần. Người ta kêu cho một ly đó. Bà uống đi. Để nó chảy hết đá ra. Để đến trưa uống hả? Để trưa uống khỏi ăn cơm hả? Hôm nay con tới con thăm bà. Thì bây giờ con cũng biếu cho bà ít tiền ha. Con thay mặt chị Hồng Lan biếu cho bà 1 triệu nha. Bà bỏ túi và mua đồ ăn ăn nha. Cảm ơn. Dạ.
con thay mặt chị Hồng Lan ở bên nước ngoài á, gửi biếu cho bà Hoàng Thiều để bà mua thịt, mua cá, mua đồ ăn bà ăn ha. Dạ. Đây con biếu cho bà 1 triệu này. Bà biết tàu này bao nhiêu không? Bà biết tàu này bao nhiêu không? Bao nhiêu? 500 một tờ là hai tờ bao nhiêu? 1 triệu hả? Bà có số tiền lớn này bao giờ chưa? Có rồi à? Biết chứ. Dạ, tối này biết chứ. Dạ, tối này là biết chứ. Bà để dành mua đồ ăn nha. Mua thịt, mua cá, mua thuốc mà mua uống nha. Mới mua vỉ thuốc. Cất đâu rồi? Bà cất tiền đi. Gài kim băng đồng hoàng không mất nha. Dạ, dạ. Không, cái này là của Mạnh Thông Quân cho chứ không phải của con đâu. Dạ. Rồi thôi bà nghỉ đi rồi con đi về ha. Dạ. Nếu có dịp con lại ghé con thăm bà tiếp nha. Biết lần, lần này còn sống không? Dạ, biết ý là biết là còn ghé lại lần nữa liệu còn sống không? Bà nó còn khỏe mà. Mệt lắm rồi cơ. Vậy thôi bà nghỉ nha. Dạ, dạ. Dạ. Thôi các bạn ơi, hôm nay thì mình đi ngang qua các bạn thì mình thấy bà sống ở đây. Thì mình thấy căn nhà nó lụp sụp rách nát. Rồi mưa gió bà nói là bà không có nằm được, bà chỉ có ngồi thôi. Bởi vì là do mưa nó ngập đấy các bạn. Cái chỗ nấu nướng thì bây giờ nó cũng sình lầy không à. Thì hôm nay mình đi ngang qua thì mình ghé thăm bà. Nhân tiện gửi cho bà chút tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân, biếu cho bà để cho bà có tiền bà mua thức ăn, thức uống. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin hẹn mọi người trong cái clip sau của mình nha. Về nha bà.